Đây là Samsung Galaxy S24 Ultra, chiếc smartphone xịn nhất hiện tại đến từ Samsung. Và có một điều tôi phải nói luôn là nó thực sự là rất đỉnh, không quảng cáo. Chào mừng các sếp đã quay trở lại với Người Chơi Đồ. Tôi, một iFan đã phải thay đổi quan niệm của mình về điện thoại Android sau khi mà được trải nghiệm S24 Ultra hơn một tuần. Nếu iPhone là 100 điểm thì chiếc điện thoại này phải là 99,9 điểm. Tại sao? Thì bây giờ là review chi tiết Samsung S24 Ultra, xem thực sự là nó có xịn như người ta quảng cáo không. Và cảm ơn Sephora đã cho chúng tôi mượn chiếc máy này. Hiện tại thì S24 Ultra đang được bán tại Sephora với mức giá là chỉ từ 28,9 triệu đồng và sẽ chỉ còn hơn 25 triệu khi thu cút đổi mới. Ngoài ra bạn sẽ được tặng thêm gói Samsung Care cộng 1 năm trị giá 2 triệu đồng. Nói chung là Samsung khi mua tại Sephora thì sẽ được tặng quà và giảm giá rất là nhiều. Tôi cũng vừa ra mua cái iPhone xong nên là các bạn có thể đến ngay Sephora để trải nghiệm S24 Ultra và mua luôn nếu mà có điều kiện, vì thực sự nó khá đỉnh. Link chi tiết trong phần mô tả và bình luận. Còn bây giờ là vào luôn video. Đầu tiên thì đây là chiếc flagship mới nhất đến từ Samsung, cũng mới được ra mắt thôi. Trong sự kiện thì thực sự tôi xem khá buồn ngủ, nhưng mà khi mà được trên tay thì là một sự tỉnh táo. Nó thực sự khá đỉnh. Đây là chiếc máy mà tôi thấy là đang sở hữu tất cả những gì hay ho và tinh túy nhất của tất cả các smartphone khác gộp lại nhét vào trong này, và nó còn có tích hợp thêm cả AI. Và như tôi đã nói trong video tin tức thì đây chắc chắn là một chiếc máy sẽ tạo nên tiêu chuẩn của flagship trong năm 2024. Đầu tiên nói về ngoại hình đi, thì ban đầu tôi thấy thực sự là có một sự khó chịu với kích thước của nó. Tại vì là tay tôi nhỏ nên là nó quá to so với thói quen bình thường của tôi, gần như là không thể sử dụng máy trần mà dùng một tay được. Cơ mà sau khi nhớ ra đây là dòng Note chuyển sinh thì thôi chấp nhận, tại vì Note nó phải như thế. Ai thích máy nhỏ thì có thể tham khảo dòng thường, trông nó cực kỳ giống iPhone. Quay trở lại thì nhiều người bảo là nó không khác gì S23 Ultra, nhưng mà thực ra tôi thấy là có khác đấy, khá khác là đang khác. S23 năm ngoái thì tôi trên tay vẫn còn cong khá nhiều, viền màn hình thì vẫn có một tí cong, nhưng mà sang S24 thì nó gần như là phẳng lì, máy trông y hệt một cục gạch nhưng mà nó mỏng luôn, nó vuông đét. Như ai cũng biết rồi thì đây là viền titan được gia công nhám để tận dụng tối đa sự chắc chắn của titan, thì họ làm viền máy trùm lên màn hình với mặt lưng luôn. Tuy nhiên như thế thì sẽ tạo ra một cái rãnh làm cảm giác cầm máy trần không có thoải mái, kiểu nó hơi gợn gợn. Và đương nhiên là bốn góc máy thì cực kỳ cấn, có cảm giác là đau tay nếu tì vào. Còn lại thì đây là cái ngoại hình mà tôi cực kỳ thích, viền nhám, lưng nhám cho cảm giác cực kỳ liền mạch. Nhất là với màu đen tôi đang có ở đây thì nó thực sự là rất đẹp, 10 điểm. Phần loa thay vì chầm chầm mấy cái lỗ thì năm nay họ kẻ luôn một đường cho dễ lau. Nói chung là cũng không ảnh hưởng gì đến chất lượng lắm. Đấy là một cái sự khác biệt. Còn lại thì cụm cam hay là vị trí các thứ thì vẫn thế. Thì đây là một chiếc điện thoại Samsung đầu tiên tôi cầm mà thấy là quý ngay từ ban đầu. Nó thực sự là chạm đúng điểm G. Khói đấy. Màn hình là điểm tiếp theo mà làm tôi ấn tượng ở chiếc máy này. Nếu bạn đang tìm một cái điện thoại có màn hình VIP Pro 123 nhất thì đây, cái này. Độ phân giải cao hay là tần số quét 120Hz là những cái mà máy nào giờ cũng có rồi, kể cả iPhone. Nhưng mà S24 Ultra thì nó lại nâng tầm mấy cái đấy lên. Thực sự thì đây là một cái màn hình rất đẹp. Nó đẹp từ ngoại hình đến cấu hình, bốn viên mỏng đều cực kỳ đẹp. Trước thì cong cong tôi không thích lắm, nhưng mà phẳng như này nó tạo ra một cái sự liền mạch. Và độ sáng thì lên tới là 2600 nits thì tôi có thể ngồi giữa đường trải nghiệm hình ảnh, nó vẫn không khác gì trong nhà, nó sáng như bình thường. Sáng thế thì có nóng không? Chắc chắn là có rồi, nhưng mà Hà Nội rồi đang lạnh đang nồm nên là cái đấy cũng chưa bị phiền lắm, ít nhất là với nhu cầu sử dụng của tôi. Và có một cái là tôi không rõ là có cần không, nhưng mà cũng khá hay là nó có chống lóa. Tôi có soi trực tiếp đèn flash vào cũng không phản sáng quá nhiều, gần như là không bóng. Thì cái này nó vừa lợi vừa hại. Lợi thì dùng sướng, hại thì là ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy nội dung trên màn hình ở nhiều góc độ khác nhau, tại vì nó có bóng đâu. Góc nào nhìn cũng nét thì khá là ngại, nếu mà dùng chỗ đông người ngồi gần nhau mà lại chát xách chẳng hạn thì thôi ngại phết. Nhưng thực sự là lâu rồi thì tôi mới có một cái sự hứng khởi khi mà dùng một chiếc điện thoại màn hình to đùng như thế này. Mấy hôm đầu thì phải nói là thực sự khó chịu, nhưng mà lúc giải trí xem video sướng điên, thậm chí là xem video short thì còn giật mình tại vì hình nó quá to. Thì nó đúng với những gì mà ai có nhu cầu giải trí nhiều này thì màn hình của S24 Ultra sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng. Còn nó bất tiện thì nó sẽ do thói quen cá nhân thôi. Cái này thì tôi sẽ không đánh giá vì mỗi người một kiểu. Nói chung là cái màn hình thì nó rất đẹp. Đến với camera đi thì nó gần như không có một
thay đổi gì so với năm ngoái cả. Chỉ khác mỗi cái là cam tele 50MP đã có thể chụp được 5X. Còn lại thì cam chính thì 200MP rồi thì mọi người muốn gì nữa. Về mặt thông số nhá, thì quả cam này gần như là vô mẹ địch. Cụ thể là cái trên cùng này là cam ultra wide 12MP, cái ở giữa là cam chính 200MP, cái ở dưới cùng là cam tele 5X 50MP, cái nhỏ bên cạnh thì là cam tele 3X 10MP. Với tất cả những cái ở trên ấy thì chụp xa hay chụp gần, chụp trung bình hay là chụp tận xa nhà hàng xóm nó vẫn ok. Theo tôi test zoom 100X thì nó đã đỡ zoom hơn nhiều so với những cái đời trước, gần như là hình đứng im và rất dễ xem. Cái này sẽ cực kỳ tiện cho anh em mà thích đu concert mà đứng tận khán đài vẫn có thể nhìn thần tượng tận mặt mà không cần mua vé VIP, thay vì bạn mua vé VIP 10 triệu thì mua sử điện thoại hai mấy triệu cho nó sờ tông. Còn về chất lượng hình ảnh thì theo trải nghiệm của tôi thì đăng lên mạng nó đã đẹp hơn, tức là nó đẹp hơn những phiên bản trước rồi. Màu sắc của nó cũng thiên về chân thực, nó vẫn có đẩy sáng lên nhưng mà không bị vàng quá nhiều như trên iPhone, cũng không bị đẩy nét đến gai cả ảnh như là lúc trước. Và mặc dù là có 200MP nhưng mà lời khuyên là chụp bình thường thì chỉ nên dùng 12MP là đẹp rồi. 200MP thì chỉ dùng lúc nào mà ánh sáng cực VIP thôi, còn không thì thôi đừng dùng. Còn kỹ hơn như nào thì tôi sẽ để ở một video khác. Tóm lại là camera thì nó vẫn là Samsung thôi, người thích người không, nhưng mà với trải nghiệm của tôi thì chụp đẹp là chắc chắn. Tiếp theo nói về hiệu năng đi, thì hiệu năng là một cái mà không quá quan trọng lắm đối với tôi với những chiếc điện thoại như này. Tại vì đương nhiên sức mạnh của nó không nhất thì cũng nhì, và nhu cầu của tôi thì cũng là một người dùng cơ bản thôi, nên là sẽ không có gì phải nói về hiệu năng của nó nữa. Snapdragon Gen 3 for Galaxy sẽ là con chip được Samsung sử dụng trên dòng Ultra, còn hai dòng thường sẽ dùng Exynos. Mặc dù là cái chữ Galaxy thì sẽ phần nào hạn chế hiệu năng của con chip, nhưng mà nó vẫn mạnh với hơn 1,8 triệu điểm AnTuTu. Còn test kỹ thì tôi cũng test sau thôi, chứ còn thực sự thì tôi cũng không chơi game trên điện thoại bao giờ, nên là hiệu năng này nó quá thừa thãi rồi. Các sếp có thể qua web của Vật Vật Studio đọc bài hiệu năng chi tiết như nào nếu mà muốn rõ xem là nó chơi game như nào. Và cái nâng cấp quan trọng nhất của năm nay trên S24 Ultra là trí tuệ nhân tạo AI. Có nhiều người bảo là thực ra là cái máy này chả có gì nâng cấp, thêm mỗi tí thông minh, nhưng mà theo tôi với tư cách là một nhà sáng tạo nội dung thì có khá là nhiều tí như lượn xề. Với sự hợp tác cùng với Google thì AI trên S24 Ultra thực sự là được ứng dụng vào thực tế rất tốt. Đầu tiên là tính năng tôi thích nhất là Circle to Search, thì sẽ là vẽ để tìm. Cái này hoạt động cực kỳ đơn giản, thấy một món đồ mà không biết đấy là cái gì, mua ở đâu thì chỉ cần nhấn nút home khoảng 1 giây thì cái tính năng này sẽ hiện ra, và chỉ cần cầm cái S Pen hoặc dùng tay vẽ vào món đồ cần tìm thì nó sẽ auto nhảy ra một lô một lốc hình ảnh, rồi là bao nhiêu tiền mua ở đâu luôn. Cái này nó sẽ tương tự như là Google Lens, nhưng mà nó được tích hợp sẵn vào đây nên là sẽ tiện lợi khi dùng hơn. Thực sự thì tôi thấy là cái này đỉnh, rất đỉnh. Từ lúc có gần như là hôm nào cũng dùng, nhất là lướt Insta mà có nhiều đồ đề cậu đẹp của nước ngoài ấy, thì cái này có thể tìm ra ngay link Shopee. Đây là cái phiên bản đầu tiên nên là nó sẽ có nhiều hạn chế, nhất là với tìm mặt người thì nó vẫn chưa hỗ trợ, hiểu chị này còn bán không thì không, hoặc là nếu đồ vật bị lẫn với nhiều đồ khác thì nó sẽ cũng tìm ra kết quả linh tinh, nhưng mà đa phần là vẫn tìm chuẩn nếu mà so với các shop trên Instagram mà họ chỉ chụp một món thôi. Thì tôi rất là cực kỳ thích cái tính năng này. iPhone thì chắc phải 5 năm nữa mới có. Một cái tính năng AI nữa là nó cho phép chỉnh sửa hình ảnh, vẽ thêm hình hoặc là di chuyển đồ vật đi chỗ khác luôn. Cái này thì thực sự là không dùng làm gì lắm, nó chỉ tiện nếu mà muốn xóa người trong đám đông thôi, thì sẽ không phải là kiểu đăng lên mấy group Photoshop xong rồi anh ơi xóa em người này người kia nữa, xong rồi người ta chôn, như thế thì lại có content lại hay thế nhỉ. Nhưng mà tôi test ấy, thì nó chưa được tối ưu lắm, hình vẽ ra hay tẩy đi thì bị lỗi khá nhiều. Cái này chắc sẽ có bản update, cái phần nốt của nó thì cũng được tích hợp AI để sửa lại những dòng vết mực ngoạc, nhưng mà nó vẫn hơi chôn ấy, kiểu sửa như không sửa chưa để làm gì lắm. Nhưng mà có một cái cực tiện cho những ai là du học sinh hoặc là đang làm cho công ty nước ngoài là tính năng dịch trực tiếp khi gọi điện. Tôi thề là cái này nó dịch cực kỳ chuẩn, nó linh ta linh tinh vào, nó vẫn dịch rất chuẩn ý của mình, mà nó sẽ không phải là word by word mà nó có ngữ cảnh đàng hoàng. Tôi có test thử một đoạn tiếng Anh thì nó dịch cực chuẩn từ tiếng Việt sang, tuy là sẽ có độ trễ để máy nghĩ ra ngữ cảnh nên là lúc nói chuyện sẽ cần bình tĩnh ngắt nghỉ một tí chứ không liên tục được, nhưng mà như thế là nó đỉnh rồi. Thì đó là mấy cái tính năng AI mà tôi thấy là hữu dụng nhất. Ngoài ra thì còn mấy cái tạo hình nền hay là nhiều cái linh tinh khác thì tôi sẽ để khi nào có bản cập nhật thì tôi sẽ chia sẻ hợp lý hơn, tại vì bây giờ nó vẫn chưa ngon lắm, nhưng mà tổng quan thì nó vẫn khá đỉnh, nó làm tôi có cảm giác hứng thú khi mà sử dụng thứ mà lâu rồi chưa có cái điện thoại nào mang lại. Nói qua một tí về phần mềm đi, thì cái máy này đang chạy One UI 6.1 thì nó vẫn mượt và trông vẫn thế, nó không khác gì bản chất cả.
Nhưng mà được cái là nó sẽ hỗ trợ cập nhật lên tới 7 năm thì khả năng là máy sẽ đỡ xuống giá hơn. Nhưng mà đến đây thì lại là những cái điểm mà tôi không thích ở chiếc máy này và các máy Android mà tôi đã trải nghiệm nói chung là tối ưu ứng dụng kém. Kém ở đây tôi không nói là dùng giật lag mà là giao diện trông nó bực. Có thể là nhiều người sẽ không để ý đến cái này, nhưng mà với trải nghiệm cá nhân của tôi thì tôi thấy là khá khó chịu khi mà dùng. Nó sẽ làm giảm bớt sự sướng với một cái màn hình đẹp ấy, nó bị phí. Như là Instagram nhé, thì view có rất nhiều video đẹp, nhưng mà trên Samsung và các máy Android ấy, thì nó làm trông như bị lỗi. Đây, dễ miêu tả nhất thì đặt cạnh iPhone đi. Thì nghe đủ chưa? Được. Với iPhone thì video nào cũng sẽ tràn hết lên tận nóc luôn. Còn Samsung thì nó bị cắt trên cắt dưới, các icon thì nó cứ nửa đè vào hình nửa lòi ra ngoài. Với người bị OCD là khá bực, hoặc là người bình thường hôm nào mà đang bực gì ở công ty thôi về thấy là mẹ bực hết nhỉ. Thì thà nó chèn hết vào hình đi thì nó còn đỡ khó chịu, trong khi mấy cái quảng cáo thì lại full, lại tối ưu. Xong rồi vào TikTok ấy, thì nó lại full màn hình, xong rồi sang Facebook ấy, thì lại cả màn hình đen, xong rồi thanh status bar thì lại màu trắng. Nói chung là tối ưu giữa các app nó không có sự đồng đều. Và một cái nhược điểm cuối cùng là nó quá to, thực sự là vẫn quá to. Một tuần rồi tôi vẫn chưa quen được việc mình cầm một cái màn hình lớn như này ở khoảng cách thông thường khi dùng điện thoại, thì cái từ đúng để miêu tả là nó hơi ngợp. Mà nó to ấy, nên là nằm dùng cực kỳ khó chịu, mà rơi vào mặt thì thôi, hủy diệt mặt luôn, không thể cầm bằng một tay thoải mái được, mà nó còn gần nữa nên là nó đau mắt. Nhưng mà đây cũng chỉ là do sở thích cá nhân và thói quen của tôi thôi. Nó có thể là nhược điểm với tôi, nhưng mà với người khác thì lại là một tính năng. Tóm lại thì cảm nhận của tôi sau một tuần sử dụng S24 Ultra là đỉnh. Thực sự đây là một chiếc máy đỉnh cao của Samsung năm nay, không chỉ với thiết kế vuông nam tính hơn, phủ nhám hết, trông cao cấp hơn, và đặc biệt là AI nâng cao trải nghiệm người dùng hơn. Tôi thực sự đã thay đổi suy nghĩ của mình về việc là có nên bỏ iPhone để chuyển sang dùng Samsung không, tại vì thực sự nó mang lại cảm giác thoải mái, thỏa mãn mà lâu rồi tôi không có khi mà mua một chiếc điện thoại mới. Nó thú vị, nó tiện lợi và đặc biệt là nó khá đẹp, công nhận từ iFan. Còn nhiều điểm mà tôi chưa nói hết thì sẽ để dành cho trải nghiệm lâu hơn, nói kỹ hơn. Và các sếp nào mà đang dùng từ S22 trở xuống thì rất recommend update lên chiếc máy này. Và ai muốn update luôn thì hãy phi ra ngay Samsung S, hỗ trợ thủ cũ lên đời, chỉ 25 triệu là cầm máy về. Ngoài ra còn nhiều quà tặng khác chỉ có khi mua S24 Ultra, link trong phần mô tả và bình luận. Và hay là Samsung S tài trợ luôn cả người chơi nô nữa thì tuyệt vời luôn. Và đó là những suy nghĩ của tôi sau hơn một tuần sử dụng S24 Ultra. Các sếp thấy thế nào về chiếc điện thoại này? Nó có xứng đáng trở thành flagship đáng mua nhất năm 2024 không? Hay là các pháp sư sẽ sớm bắt kịp ngay lập tức? Thì hãy để lại ý kiến trong phần comment. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.